Anh em thợ rừng 38 này tiếp tục hành quân trời nắng. Đây là anh Đinh Đoàn Việt Nghiệp này. Tần Trương, không muốn Tần Trương chứ không đi bắt gôn nè mà. Đi lấy ông. Việt đấy kìa. Tuổi đi đã như bây chiều chiều mà bông cháu cũng... Anh em thợ rừng đi mất 6 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Thấy ông ống chưa đang làm uộc lên lấy. Việt Nghĩa thì đảm nhận anh núi. Nói chung đi lính mà vô họ bắt nấu ăn chứ không quen hết rồi. Như về tây ngoài này. Đấy, bác Trương thư cả tổng đoàn đây. Tổng đoàn để lâm đuộc đúng bánh tết. Đi nắm anh em đi nắm 45 hôm. Đồ đeo rất chí là nhiều. Đó, anh Đinh Đoan thì é đi đi chặt đùa rồi vậy. Tổ ong trong ngay nha các bạn. Lấy một lần rồi giờ cắt lần hai. Siêu bự siêu thấp. Ôi chưa, chào các bác. Úi giời, mất cho các bác.
Mật mọi người chạy chỗ
thành quả đấy nhá, gần được bóm về một chút từng con này, ai ăn thì in bóc để luộc ta ăn. Bữa cơm đam ba của anh em thợ rừng có con ong này, thịt này, giấm này, rêu này. Mát, trong lành. Đang mời các bác nhá. Có thêm món cua đá nhá. Cua đá Hà Tĩnh này. Cua hoàng đế còn đang ở trên rú ạ. Cua hoàng đế mà nghe là lạ. Mời các bác này. Thịt cua đá nha các bác. Siêu ngon luôn. Đi chơi thì giới thiệu giám đốc này, giám đốc nọ, anh này giám đốc này, giám đốc non. Đây. Cua rừng nha các bác. Cua rừng. Mời các bác. Nghe nha. Chuẩn bị lô để lên gieo như gà đấy. Đấy anh Trương. Anh Trương thì ở trong hơi túi. Trong hơi túi. Đấy, đấy anh Đoan. Anh ở phía xuống. Chúng phải có hơi ấm của trời, trời đất rộng. Đây. Việt Nghĩa là tác phóng nghe quân đội ra mà chầm nhít là anh em là lên gieo cả rồi. Đây của mình nhá. Chà.